Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Trưa 20 tháng 6, sau cuộc hội đàm, chủ tịch nước Tô Lâm và tổng thống Nga Vladimir Putin đã chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác được ký kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của tổng thống Vladimir Putin theo lời mời của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin đã cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện được Việt Nam và Nga ký kết nhân chuyến thăm lần này gồm: 1. Hiệp định giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. 2. Chương trình hợp tác giai đoạn 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang Nga. 3. Bản ghi nhớ về lộ trình thực hiện dự án Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom. 4. Bản ghi nhớ giữa Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ nhiệt đối hỗn hợp Việt-Nga và Cơ quan Liên bang Nga về giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng phòng thí nghiệm để phòng chống dịch bệnh. 5. Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lô 11-2 cho Tập đoàn Zarubesnev. 6 thỏa thuận hợp tác trao đổi khoa học giữa Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Kinh tế Quốc dân và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, RANEPA. 7. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Hà Nội và RANEPA. 8. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Phu. 9. Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Kinh tế cao cấp, HSE. 10. Bản ghi nhớ về hợp tác tại Việt Nam giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Cổ phần Novatech. 11. Biên bản ghi nhớ giữa công ty cổ phần quản lý BVIM và Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh cuộc hội đàm với Tổng thống Putin đã rất thành công. Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí các định hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga hai bên nhất trí tăng cường quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau dựa trên nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 năm 2024. Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Nga Putin diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga và tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025. Trưa 20 tháng 6, tại phủ chủ tịch diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo nghi thức trang trọng nhất. Sau lễ đón cấp nhà nước trong phòng gương của phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin đã chụp ảnh lưu niệm. Hai lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Sau đó, hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì họp báo chung thông báo kết quả hội đàm. Chủ tịch nước Tô Lâm bắt tay và trò chuyện với Tổng thống Putin. Hai lãnh đạo tươi cười vẫy chào trong tiếng reo vui mừng của các em thiếu nhi thủ đô với cờ Việt Nam và Liên bang Nga. Cùng lúc này tại Hoàng thành Thăng Long, 21 loạt đại bác rền vang được bắn lên chào mừng chuyến thăm của tổng thống và đoàn đại biểu Liên bang Nga. Sau lễ chào cờ, đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam đồng thanh hô to: "Chúc tổng thống khỏe!". Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh qua bục danh dự. Tiếp đó, chủ tịch nước và tổng thống Nga giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Ông Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Chủ tịch nước Tô Lâm đón tiếp trên cương vị mới. Sau lễ đón cấp nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin sẽ dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Sau hội đàm, hai lãnh đạo sẽ đồng chủ trì họp báo chung thông báo kết quả hội đàm. Tổng thống Nga Putin sẽ hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chiều và tối nay, ông Putin vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn. Ông sẽ cùng Chủ tịch nước Tô Lâm gặp các thành viên Hội hữu nghị Việt, Nga và cựu sinh viên từng học ở Nga, sau đó dự tiệc triều đãi cấp nhà nước. Financial Times, thời báo tài chính của Anh vừa có bài viết đánh giá rằng chỉ trong vòng 9 tháng qua, Việt Nam đã đón Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đang đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những chuyến thăm này cho thấy Việt Nam đang thực hiện chính sách đối ngoại khéo léo. Bài viết nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam diễn ra chưa đầy một năm sau khi Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ. FT dẫn lời nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia tại viện IC Joseph Isaac ở Singapore, đánh giá Việt Nam chủ động trung lập khác với những quốc gia thụ động hơn. Hà Nội biết mình phải tích cực cân bằng các quyền lực khác nhau vì đó là cách để Việt Nam có lợi ích từ cả ba cường quốc. Bài viết đề cập chính sách đối ngoại độc lập của Việt Nam được triển khai từ mấy thập kỷ trước khi Hà Nội quyết định trở thành bạn của tất cả các nước. Bài viết giải thích về chính sách đối ngoại mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi bằng khái niệm ngoại giao cây tre với ý nghĩa gốc khỏe, thân vững, canh uyển chuyển. Với chủ trương này, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Mỹ, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc lên đối tác chiến lược toàn diện, mức quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam. Khi thăm Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Biden ca ngợi việc nâng cấp quan hệ đối tác như một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. FT dẫn lời nhà nghiên cứu Susanna Patton, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Y, nước Úc, đánh giá Việt Nam rất khéo léo trong điều hướng mối quan hệ với Trung Quốc bằng cách giữ cân bằng hợp lý giữa thách thức và tôn trọng các nhà phân tích nói với FT rằng lãnh đạo Việt Nam rất thực tế trong chính sách đối ngoại và hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ với đa phương để có thể vươn lên trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng. Bài viết dẫn lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cấp cao và điều phối viên chương trình nghiên cứu Việt Nam tại ICIS cho rằng việc tiếp đón tổng thống Nga Putin là vấn đề nguyên tắc để Việt Nam thể hiện sự cân bằng và đa dạng trong chính sách đối ngoại của mình. Ông Hiệp nói, Việt Nam có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cường quốc và điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam thu hút đầu tư từ các đối tác khác nhau. Đêm 19, dạng sáng 20 tháng 6 năm 2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo chương trình dự kiến, sau lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin vào trưa ngày 20 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch, và cuộc hội đàm giữa tổng thống Putin và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều cùng ngày. Bên cạnh đó, tổng thống Putin và chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có cuộc hội đàm ngay sau lễ đón chính thức, cùng nhau chứng kiến và giới thiệu về các văn kiện đã ký kết. Chiều cùng ngày, tổng thống Putin sẽ hội kiến thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, hội kiến chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đặt vòng hoa và viếng tại lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo hội hữu nghị Việt Nam và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng du học tại Nga. Chương trình trong ngày sẽ kết thúc bằng tiệc chiêu đãi chào mừng nguyên thủ nước Nga. Ngoài ra, ông Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga cho biết, một hoạt động quan trọng trong chương trình chuyến thăm sẽ là cuộc giao lưu của Tổng thống Vladimir Putin với các cựu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga. Chuyến thăm cũng tượng trưng cho thực tế là mối quan hệ của chúng ta khá tiến bộ và đã có lịch sử hơn 30 năm. Trong năm nay, kỷ niệm mốc 30 năm ký kết thỏa thuận về nền tảng của quan hệ hữu nghị